Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay Aquamina xin giới thiệu với anh chị và các bạn một cái sản phẩm mới là sản phẩm van dao để chuyên dùng cho thủy sản do bên Aquamina thiết kế và sản xuất. Thì cái van dao này là được sản xuất bởi một số các vật liệu như sau. Thứ nhất là cái tấm HDPE dày 4 phân, rất là dày này và bền. Cái thứ hai là cái mặt bích bằng nhựa PVC, và vật liệu thứ ba là tay cầm này, bù lon, tất cả là bằng inox 304 đó. Thì với những vật liệu này thì nó rất là bền với thời tiết. Cái thứ hai là về mặt sử dụng thì cái van dao nó có ưu điểm hơn cái van PVC ở chỗ là nó rất là dễ dàng để đóng mở, đưa lên đưa xuống này. Đấy. Thì ở cái van PVC cái loại lớn hiện nay ấy, thì là nó có một cái là nó dễ bị gãy cái cần gạt quá, nên do đó là bên mình mới thiết kế và làm ra cái sản phẩm này để thay thế, để xử lý cái lỗi đó. Và cái thứ ba ấy là cái tiết diện trong để thoát nước. Là bình thường là ví dụ như nó ống 140 thì là cái tiết diện của nó là chỉ có 90 thôi, nhưng mà ở đây là bên mình thiết kế là tiết diện trong này là 130, nên là cái lưu lượng và cái vận tốc chảy nó tốt hơn cái van PVC rất là nhiều. Thì cái này sản phẩm mình bảo hành 1 năm. Đấy, có gì vui lòng liên hệ với công ty Aquamina để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn anh chị và các bạn.